Chúng ta tiếp tục với cái quyển sách bài tập toán 9 tập 1 phần đại số. Ở cái bài 12 trang 62, tìm trên mặt phẳng tọa độ các điểm có tung độ bằng 5. Các điểm có tung độ bằng 5. Thì trước tiên mình vẽ cái hệ trục tọa độ. Ôi y. Tung độ bằng 5 thì đây 1, tung là trục tung đây đúng không? 2 3 4 5. Đây, cái điểm này là điểm có tung độ bằng 5. Thì ví dụ x bằng 1, y bằng 5. Ở đây. Đây, x bằng 0, y bằng 5 ở đây. X bằng âm 3 chẳng hạn. Y bằng 5. Thì đây. Như vậy tập hợp tất cả các điểm có tung độ bằng 5 á, nó làm một cái đường thẳng song song với trục OX và đi qua cái điểm mà có tung độ bằng bằng 5. Như vậy mình trả lời là gì? Tất cả các điểm, tất cả các điểm hay gọi là tập hợp ấy, tất cả các điểm có tung độ bằng 5 là một cái đường thẳng, viết tắt nhé, đi qua cái điểm x bằng 0, y bằng 5. Đi qua cái điểm này này thuộc trục tung á và song song với OX là xong. Ý A, ý B là hoành độ bằng 2. 1, 2 đây. Hoành độ bằng 2 thì tung độ bằng bao nhiêu cũng được. Ví dụ tung độ bằng 1, hoành độ bằng 2 là điểm này. Tung độ bằng 0, hoành độ bằng 2 là điểm này. Tung độ bằng âm 1, hoành độ bằng 2 là điểm này. Như vậy tập hợp tất cả những cái điểm đấy thì nó là một cái đường thẳng song song với OI. Ý B sẽ là tập hợp tất cả các cái điểm, tất cả các điểm có hoành độ bằng 2, có hoành độ bằng 2 là cái đường thẳng đi qua cái điểm 2.0, đây cái điểm này này, và song song với trục OI. Đấy là ý B. Ý C là tập hợp tất cả các điểm có tung độ bằng 0. Tập hợp tất cả các điểm, các điểm có tung độ bằng 0 chính là cái trục OX. Đó, OX là tập hợp tất cả các điểm có tung độ bằng 0. Ví dụ điểm này x bằng 3 chẳng hạn thì y bằng 0. X bằng âm 1 thì y bằng 0, âm 2 y vẫn bằng 0. Thì tập hợp tất cả những điểm có tung độ bằng 0 thì chính là cái trục OX. Còn tập hợp tất cả các điểm có hoành độ bằng 0 thì chính là trục OI. Chính là trục OI. Tập hợp tất như vậy ý D ấy, ý C là trục OX và ý D chính là trục OI. Đó, tập hợp tất cả có hoành, các điểm có hoành độ bằng 0 là trục OX. Tập hợp tất cả các điểm có hoành tập hợp tất cả các điểm có tung độ bằng 0 là trục OX. Tập hợp tất cả các điểm có hoành độ bằng 0 là trục OI. Hết. Hết cái ABCD. Bây giờ còn EF nữa. Xóa đi, bớt đi. EF. EF bây giờ nó tập hợp tất cả các điểm có hoành độ bằng với tung độ.
Ta chỉ cần hai điểm là dựng được cái đường thẳng đấy thôi. Hoành độ bằng tung độ, ví dụ x bằng 1, x bằng 0, y bằng 0 là đi qua đây này. X bằng 1, y bằng 1. X bằng 2, âm 1, y bằng âm gì? Âm 1. Đó. Như vậy thì tập hợp tất cả những cái điểm đó là đường phân giác, đúng không? Của góc phần tư, đây góc phần tư số 1 này. Số 2 đâu nhỉ? Số 2 đây. Số 3 đây. Và số 4 đây. Nó chia thành 4 góc phần tư. Thì tập hợp các cái điểm có hoành độ và tung độ bằng nhau, có hoành độ và tung độ bằng nhau thì nó là cái gì? Nó là cái đường phân giác. Đường phân giác, phân giác là chia đôi góc ấy, của góc phần tư thứ nhất và thứ ba. Tất nhiên các bạn phải vẽ cái hình minh họa ra. Thì đây là đường thẳng y bằng x này. IF là có hoành độ và tung độ đối nhau. Đối nhau tức là y bằng trừ x. Đối nhau tức là y mà x mà bằng 1 thì y bằng trừ 1 xuống dưới này. Là đi qua điểm này. Ví dụ như thế, x bằng 1, y bằng trừ 1. Ví dụ x bằng âm 1 thì y lại bằng dương 1 thì nó đi qua đây. Như vậy mình đoán được nó là phân giác của góc phần tư thứ 2 và thứ 4. Như vậy mình trả lời là gì? Cái IF này. Tập hợp các cái điểm, tập hợp các cái điểm có hoành độ và tung độ đối nhau. Hoành độ và tung độ đối nhau, viết tắt rồi nha, là đường phân giác, đường phân giác của góc phần tư thứ hai và thứ tư. Đấy, tôi đọc thôi chứ cần biết gì. Đó là xong cái bài 12. Bài 13. Tìm khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng tọa độ. Thì cái này chắc dùng công thức cho nó nhanh. Ví dụ khoảng cách giữa hai điểm AB ấy, thì bằng AB, khoảng cách giữa hai điểm AB viết là AB bằng căn bậc 2 của hoành trừ hoành, tức là hoành của B, thằng nào trừ nào cũng được. Hoành của B là 5 trừ đi hoành của A là 1. Đây này. X trừ đi x à, rồi còn y sẽ trừ đi gì? Y. Cộng với tung trừ tung là 4 trừ 1. Cái này tất bình, cái này tất bình. 5 trừ 1 bằng 4. 4 trừ à, bình phương lên bằng 16. 4 trừ 1 bằng 3, bình phương lên bằng 9. 16 cộng 9 bằng 25 thì bằng 5. Như vậy là khoảng cách giữa AB là bằng 5. Khoảng cách giữa M và N thì viết thành MN bằng căn bậc 2 của hoành trừ hoành, tức là 3 trừ đi trừ 2, thì 3 trừ đi trừ thì thành cộng 2. Đóng mở ngoặc tất bình. Cộng với mở ngoặc tung trừ đi tung. Tung này trừ đi tung tức là 5 trừ đi 2 cũng tất bình. Bằng 3 cộng 2 bằng 5, 5 bình bằng 25. Cộng với 5 trừ đi 2 bằng 3, 3 bình bằng 9. Bằng căn của 34. Đó. Rồi IC thì sao? IC là tổng quát thì PQ nó sẽ bằng căn bậc 2 của x2 trừ x1 tất bình cộng
y2 trừ y1 tất bình. Thế là xong cái bài 13. Bài 2.1. Trong các hàm số dưới đây, hàm số bậc nhất là cái nào? IA thì chắc chắn không phải vì thấy xuất hiện bậc 2. Đúng không? IA này là bậc 2 đây rồi này. Vứt. Không phải bậc nhất. Bậc nhất là Y bằng A nhân với X cộng với B. Ở đây thì là có A chia cho X rồi. X ở dưới mẫu là không phải. Ở ý này, ý C, ý C thì không có căn x, căn x cũng không phải, không, nó phải x ở bên ngoài như này cơ. Như vậy chắc chắn là ý D, ý D là y bằng 2/3 nhân với x cộng với 5/3. Như vậy a là 2/3, b là 5/3, đáp án là ý D. Đó. Về đến 2.2, trong các hàm số bậc nhất dưới đây, hàm số đồng biến là đồng biến thì mình để như thế thì không, tức là hàm số y bằng ax cộng b, y bằng ax cộng b thì a là hệ số góc, a dương thì hàm đồng biến, a âm thì hàm nghịch biến. Ở đây chưa có dạng đó, ví dụ y a thì mình phải viết lại là gì, y bằng 5/2 rồi trừ đi 3/2 x cộng với 7, viết ngược lại thành trừ 3/2 x cộng với 7 cộng 5/2 rồi bằng trừ 3/2 x cộng 27, 14, 19, 19/2. Như vậy đây hệ số A này, đây là hệ số B, thì A âm cho nên hàm số này nghịch biến, vì âm 3/2 nhỏ hơn 0 nên hàm số nghịch biến. Là xong cái ý A. Về sang ý B. Ý B thì y bằng 7/3 cộng 2/3 x trừ đi 5, y bằng 2/3 x đảo lên cộng 7/3 đảo xuống trừ đi 5, y bằng 2/3 x 35/15 là trừ đi 8/3. Nhìn vào chỗ chữ x thôi nó dương, vì 2/3 dương tức a dương thì hàm số này đồng biến. Trong các hàm số sau, hàm số đồng biến thì chắc đáp án là ý B rồi. Đây biến đổi cả ý C, ý D cho nó quen đi. Ý C là y bằng 1/2 trừ 3/5. Cái dấu trừ nó đằng trước cả phân số này, cho nên nó sẽ trừ tiếp cho x trên 5. Y sẽ bằng trừ 1/5. Đưa cái này chạy đằng trước này. Trừ x trên 5 tức là trừ 1/5 x cộng 1/2 trừ 3/5 y bằng trừ 1/5 x. Chỗ này quy đồng lên 5 trừ đi 6 là trừ 1/10. Vậy hệ số A này âm này, nên hàm này nghịch biến. Ý D, ý D là 13 y bằng 13 trừ đi 3/5 x này, trừ tiếp vào trong ấy, cho nên trừ đi 1/5 này, y bằng trừ 3/5 x ra đằng trước này cộng 13 trừ đi 1/5 này, y bằng trừ 3/5 x này, 45 là 44/5. Như vậy hệ số A này âm này, cho nên hàm số này nghịch biến này. Đó là xong cái bài 2.2. Sang cái bài 2.3.
Trong các hàm dưới đây, hàm nào nghịch biến thì cũng giống hệt cái bài 2.2 thôi. Chúng ta sẽ biến đổi, đưa về dạng y bằng ax cộng b. Ví dụ ia là y bằng 5 trừ đi 7 phần 3 này. Trừ tiếp nha, trừ đi trừ đây này, thành cộng, trên cộng với x trên 3. Thì y bằng x trên 3 tức là 1 phần 3 x ấy, cộng với 5 trừ đi 7 phần 3. Y bằng 1 phần 3 x. 35, 15, 15 trừ 7 còn 8 phần 3. Như vậy hàm số này đồng biến, bởi vì 1 phần 3 thì lớn hơn 0. Bây giờ sang cái ý B. Ý B là y bằng 15 trừ đi 3 phần 2 x trừ đi trừ thành cộng, cộng với 1 phần 2. Y bằng trừ 3 phần 2 x cộng với 15 cộng với 1 phần 2. Y bằng trừ 3 phần 2 x 30, 31, 31 phần 2. 31 phần 2. Như vậy là hàm này nghịch biến. Ý C, y bằng tách thành 4 phần 3 x cộng 5 phần 3 trừ đi 1. Thì suy ra y bằng 4 phần 3 x, 3, 1 là 3, 5 trừ 3 còn 2, cộng 2 phần 3. Vậy hàm này là đồng biến. Ý D, ý D là như vậy, đáp án là đồng biến à nghịch biến là đáp án là ý B rồi nhé, nhưng mà còn cứ làm thôi. Ý D thì y bằng ý D đấy, 4 phần 3 x cộng 1 phần 3 trừ 2 phần 5. Thì y bằng 4 phần 3 x là đồng biến rồi, 4 3 thì 5, 5 trừ đi 6 còn âm 1 phần 10, 5. Rồi, hàm này đồng biến. Đấy là xong bài 2.4. À, 2.3. Bây giờ sang 2.4. Cho hàm số này với điều kiện nào của M thì hàm số là hàm bậc nhất. Hàm số là hàm bậc nhất. Ở đây thì có hệ số A chưa xác định. Đây, hệ số A đứng trước chữ x đây, cả cái cụm mà nhân với x. Thì thứ nhất là A phải khác không, thứ hai là A phải tồn tại, tức là phải có A. A muốn tồn tại thì cái căn của M này nó phải tồn tại, có nghĩa là M phải là số không âm, bởi vì không có căn của số âm, điều kiện của căn đã. M mà âm thì cái căn đấy không tồn tại, cái căn đấy không tồn tại thì cả cái phân thức đấy không tồn tại, là không có A. Thì để A tồn tại thì M phải lớn bằng 0. Thứ hai là A phải khác 0, vì nếu A mà bằng 0 á, thì 0 nhân x bằng 0 là nó về bậc 0, nó không có bậc nhất nữa. Cho nên là như vậy là căn M, căn của M cộng với căn 5 phải khác 0. Đó, như vậy căn M cộng căn 5 phải khác 0. Thì suy ra căn M khác trừ căn 5. À mà cũng chả cần đâu, điều kiện này thì vì M nhé, vì M là số, cái căn ấy tồn tại rồi, thì cái căn của bất cứ cái gì, căn bậc 2 bất cứ gì nó cũng lớn hơn bằng 0, mà nó cộng thêm căn 5 nữa thì nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng căn 5. Đấy, tức là như này nhá, căn M với M xác định rồi nhá, thì căn M luôn lớn bằng 0, chắc chắn luôn. Suy ra là cộng cả hai vế với căn 5 thì căn M cộng với căn 5 thì luôn lớn hơn bằng 0, cộng căn 5 là lớn bằng căn 5, thì luôn lớn hơn hẳn 0 rồi.
không bao giờ bằng 0. Đó, căn m cộng căn 5 thì không bao giờ bằng 0. Cái điều kiện nữa là nếu mà đây là một phân thức có tử, có mẫu thì mẫu phải khác không? Bởi vì nếu mẫu bằng 0 là cái phân thức này không tồn tại. Như vậy ở đây chúng ta phải có A mà muốn tồn tại thì phải có căn thức tồn tại, rồi phải có phân thức tồn tại. Phân thức tồn tại khi và chỉ khi cái mẫu của nó phải khác không? Tức là căn M trừ đi căn 5 phải khác không? Chia căn M khác căn 5. Căn M khác căn 5 thì M khác 5. Vậy chốt lại, điều kiện cuối cùng để mà cái này là hàm bậc nhất ấy, là M phải lớn hơn hoặc bằng 0. Trong đó là M phải khác 5 nữa. Nếu viết ra thì tức là M lấy những điểm từ 0, lấy cả ngoặc nhọn luôn, cho đến 5, hợp với 5 cho đến cộng vô cùng. Đó. Rồi, M lớn bằng 0, M khác 5. Đó, ok. Tìm các giá trị của M để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất đồng biến trên R. Đồng biến mà lại trên R nữa cơ. Đồng biến trên cả tập xác định nhé. Làm sao mà đồng biến được trên tập xác định ở đây là tập xác định, xin lỗi, là tập xác định của x nhé. Trên này là luôn là R, tập xác định của hàm này luôn là R chứ không phải tập xác định của M. Như vậy để mà hàm đồng biến á, thì chỉ cần A dương thôi. Dĩ nhiên là ở đây thì ý A là A tồn tại thôi và A khác không thôi, còn có thể âm có thể dương. Thế bây giờ ở ý B thì thêm là ngoài việc A tồn tại thì A phải dương. A phải dương thì các bạn thấy đây, khi A đã tồn tại rồi thì nó là một phân thức tử luôn dương. Bởi vì căn M cộng căn 5 thì luôn lớn hơn 0 này. Tử luôn dương rồi. Vậy để nó dương thì bây giờ bắt buộc mẫu cũng phải dương. Dương chia dương bằng dương. Nên là ý B ấy, ý B chỉ cần ta có là căn M trừ đi căn 5, tức là cái mẫu phải dương, hay là căn M phải lớn hơn căn 5, hay là M phải lớn hơn hẳn số 5. Đó. Như vậy thì chỉ cần là M lớn hơn 5 là cái hàm số đấy, hàm số bậc nhất đấy đồng biến với mọi giá trị của x trên tập xác định R của nó. Rồi, đấy là xong cái bài 2.4. Rồi đi sang bài tiếp theo. Đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b. Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Rồi. Cho sang bên này xem nào. Vẽ ý B gì mà dài thế? Ở đâu? Dưới là bài khác rồi nhỉ? Đây. Nhất là chúng ta vẽ. Vẽ vào đâu được? Vẽ dịch vào đây nhé. Vẽ vào đây thì ta có vẽ XOY đã. Để vẽ một đường thẳng á, thì chúng ta cần hai điểm. Vẽ đường thẳng 1 nhé. Để vẽ đường thẳng 1 thì ta cứ cho x bằng 0, cho y bằng 0 là dễ nhất. Bây giờ cho x bằng 0 thì suy ra y bằng căn 3. X bằng 0 đâu có x gạch đi mà. Cho y bằng 0
y bằng 0 thì ta sẽ có là đâu có y thì viết bằng 0, 0 bằng x cộng căn 3. Chuyển căn 3 xuống kia thì thành x bằng trừ căn 3. Thế là xong rồi. Như vậy là cái đường thẳng 1 nó qua hai điểm. Mình chỉ cần hai điểm. Điểm thứ nhất là x bằng 0, y bằng căn 3. Điểm thứ hai là x bằng trừ căn 3, y bằng 0. Vẽ qua hai điểm này. Cái điểm 0 căn 3 nó thuộc trục tung. Căn 3 thì nếu mà để vẽ chính xác ấy, thì người ta sẽ lấy 1 1. Chứ còn bình thường bấm máy nó 1,7 bao nhiêu đấy thì nó không chính xác. Ví dụ lấy 1 1 thì cái điểm này chính là căn 2 theo Pythagore. Sau đó dùng compa quay quay sang đây thì là đây chính là điểm căn 2, đúng tuyệt đối luôn á. Cắm vào ô này này, mở đến đây này, xong rồi quay lên thì được điểm căn 2 trên trục tung. Trong gióng tiếp căn 2 với 1 thì điểm này là điểm căn 3 này, à không nhỉ, căn 2 với 1 tam giác vuông đấy theo Pythagore đấy. Thì cạnh huyền sẽ bằng tổng bình phương cạnh vuông. Đúng rồi. Sau đó lại cắm con ba vào ô đến cái điểm căn 3 này, quay lên trục tung thì đây chính là căn 3 này. Rồi quay tiếp xuống trục hoành đi thì đây chính là trừ căn 3. Đó, thì đây là cái điểm căn 3 không này. À không, căn 3 này, và đây chính là điểm trừ căn 3 không này. Đó, sau đó kẻ đường thẳng đi qua hai cái điểm đấy là được cái đường thẳng mình cần tìm. Đây. Đấy. Viết nó vào. Y bằng x cộng căn 3 này. Y bằng x cộng căn 3. Ok. Cái đường thứ hai. Cái đường thứ hai là cho x bằng 0 thì y vẫn bằng căn 3. Đường thứ hai trình bày là cho x bằng 0. Y bằng căn 3. Và cho y bằng 0 thì suy ra là 0 bằng 2x cộng căn 3. Thì suy ra 2x bằng căn bằng trừ căn 3. Suy ra x bằng trừ căn 3 trên 2. Đúng không? Thì ở đây mình quay dùng con 3 mình quay tiếp được căn 3 sang bên này này. Đó. Bây giờ cho x bằng 0, y bằng căn 3 thì vẫn qua cái điểm đấy. Cho y bằng 0, x bằng trừ căn 3 trên 2. Đây trừ căn 3 đây rồi, trừ căn 3 trên 2 là bằng một nửa chỗ này. Thế nó vào đây. Trừ căn 3 trên 2. Như vậy cái đường thẳng mình vẽ là nó sẽ đi đây. Qua đây. Đó. Rồi đi ngược lên. Rồi đấy, đấy là đường thẳng y bằng 2x cộng căn 3. Gọi giao điểm của đường thẳng. Bây giờ phải xóa bớt cái lời giải đi để trình bày ý B. Gọi giao điểm của đường thẳng y bằng x cộng căn 3 với OI là A, đây là điểm A này. Với OX là B. Đây là điểm B này. Và cái đường thẳng kia thì vẫn là A và C. Thì đây là C này. C đây O viết sang đây. Tính các góc của tam giác ABC. A, B, C. Trời. Nhìn nó hơi rối. Tam giác ABC là cái tam giác này này. A, B, C. Có 3 góc. A thì chia thành hai góc A1
ba góc A2 cho vào đây nhá. Đấy. A2 đây, A bên kia một nhá. B thì kề chỉ có một góc ở trong tam giác ấy thôi. C thì cũng cho C1 bên này. C2 bên này. Thì mình sẽ có là xét tam giác. Tam giác ABO trước đi. ABO là tam giác vuông tại O đó. ABO là có OA, cạnh OA đó là bằng căn 3 rồi. Và cạnh OB cũng bằng căn 3 luôn. B bằng căn 3 luôn. Tức là hai cạnh này bằng nhau, mặc dù là trừ căn 3 nhưng về độ dài nó không có dấu. Thế thì tam giác này là tam giác vuông cân. Tam giác vuông cân thì cái góc B này, góc ABO là bằng 45 độ rồi. Vuông cân mà. Trong một tam giác vuông cân thì có một góc bằng 90 độ, hai góc còn lại là 45 độ. Đó, góc ABO 45 độ, một góc đầu tiên mình biết rồi. Góc BAO tức là góc A1 cộng A2 cũng bằng 45 độ luôn. Rồi nha, bây giờ lại xét cái tam giác ACO. ACO thì có cái OA vẫn bằng căn 3. Và cái OC ấy, thì bằng căn 3 trên 2. Thế thì mình sẽ dựa vào sin cos tan á thì mình tính góc C1 đi, tức là cái góc ACO. Góc ACO tính cái góc đấy thì mình tính sin của nó hay tan của nó. Tan của nó đi. Thì ta sẽ có tan tan của ACO, tan đoàn kết đối đối là OA trên kề là OC bằng căn 3 chia cho căn 3 trên 2. Chia cho căn 3 trên 2 thì nhân ngược này thì bằng 2. Bây giờ suy ra cái góc ACO đấy bằng shift tan của 2. Xem nó shift tan 2 là bao nhiêu độ. Shift này tan này của 2 này đóng ngoặc bằng, xong mình ấn vào cái nút độ phút giây chấm phẩy 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 này 63 độ 26 phút thì mình để 63 độ 26 phút thôi, làm tròn đến phút 63 độ 26 phút. 63 độ 26 phút. Nhưng mà mình không tìm cái góc này đâu. Mình đang cần tìm cái góc C2 ấy. Bởi vì nó mới thuộc cái tam giác đầu bài hỏi. Thì bây giờ mình tìm cái góc ACB. ACB. Cái góc này cộng với cái góc mình vừa mới tính là góc ACO ấy, là hai góc kề bù bằng 180 độ. Nên là góc này bằng 180 độ trừ đi cái góc ACO, tức là trừ đi 63 độ 26 phút đấy. Độ 26 phút đấy bằng, lấy máy tính mình trừ. Mình lấy 180, ấn cái nút độ trừ đi 63 độ. 63 ấn cái nút độ. Rồi 26 giây, 26 lại ấn tiếp vào đấy. 116 độ 34 phút. Đó, cái góc đấy là 116 độ 34 phút. Góc tù. Rồi còn bên trên nữa. Tính cái góc A2 tức là cái góc góc CAO. Góc C. Bây giờ phải tính tan của góc đấy vậy.
tan của cái góc CAO mà cũng không cần đâu, bởi vì trong cái tam giác AOC ấy, nó là tam giác vuông rồi, suy ra cái góc CAO nó bằng 90 độ, nó trừ đi cái góc ACO. Đó, cho nên nó bằng 90 độ. Nó trừ đi 63 độ 26 phút bằng 90 độ trừ đi 63 độ 26 phút bằng 26 độ 34 phút. 26 độ 34 phút. Nhưng mà đầu bài nó không hỏi cái góc đấy đâu. Nó sẽ hỏi cái góc BAC. BAC. Đó, sẽ bằng 45 độ là cả cái góc to đấy trừ đi 26 độ 34 phút thì nó bằng trừ đi 45 độ trừ đi 26 độ 34 phút18 độ 26 phút. Là hết cái bài. Quay trở về đây là cái bài 14. Bài 15 cho hàm số với giá trị nào của m thì hàm đồng biến nghịch biến, xác định giá trị của m để đồ thị đi qua điểm này, xác định đi qua điểm này, vẽ đồ thị. À, không biết có kịp không, chắc kịp, máy gần hết pin rồi. Với giá trị nào của hàm đồng biến, đồng biến là dựa vào hệ số a này này, a này thì chỉ có dương hoặc âm, a này thì luôn luôn tồn tại rồi, không có căn, không có phân thức gì cả. Thì để hàm đồng biến thì m trừ 3 phải lớn hơn 0, tức là hệ số a phải dương đến đồng biến, suy ra là m lớn hơn 3. Vậy với m lớn hơn 3 thì hàm đồng biến, nếu mà m bằng 3 thì m trừ 3 bằng 0 thì hàm này không còn là hàm bậc nhất, cho nên chắc chắn là m phải khác 3. Còn nếu m trừ 3 mà nó âm thì suy ra m nhỏ hơn 3 thì hàm này nghịch biến. Đó, hệ số a tức là cả cái m trừ 3 này mà dương thì đồng, m trừ 3 mà âm thì nghịch, m trừ 3 bằng 0 thì không có hàm bậc nhất, không đồng không nghịch. Vậy trả lời lại là với m lớn hơn 3 thì hàm số đồng biến, với m nhỏ hơn 3 thì hàm số nghịch biến là xong nghe. Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm. Đi qua điểm này á thì tức là cho x bằng 1, cho y bằng 2. Thì ta có là vì, mình ghi là vì nhé, đồ thị của hàm số đi qua điểm A ta có. Đó, tôi ngại tôi không viết lại nữa. Ta có. Thì đâu có x mình thay bằng 1, đâu có y mình thay bằng 2. Thì ta sẽ có y là 2 bằng m trừ 3 nhân với x là nhân với 1. Vậy suy ra 2 bằng m nhân 1 thì bằng m, mà cái đó nhân 1 vẫn thế thôi. Chuyển sang lên thì m nó sẽ bằng 2 cộng 3. Suy ra m bằng 5. Trả lời là với m bằng 5 thì đồ thị hàm số đi qua điểm A có tọa độ 1.2.
Đấy là ý B. Sang ý C. Xác định giá trị của M để đồ thị hàm số đi qua điểm, thì ý C chính là ý A, chả khác gì cả. Bây giờ để đồ lại viết lại này, để đồ thị của hàm số đi qua điểm B có tọa độ là x bằng 1, y bằng âm 2, thì ta có đâu có y thay bằng âm 2 bằng m trừ 3 nhân với x là nhân với 1. Nhân 1 thì vẫn bằng chính nó, trên m trừ 3 sẽ bằng trừ 2. Chuyển sang bên kia thì m bằng 3 trừ 2, vậy m bằng 1. Vậy với m bằng 1 thì đồ thị hàm số nó sẽ đi qua cái điểm đấy. Rồi được vẽ đồ thị ứng với giá trị m tìm được ở các câu á. Thì với ý B, chết rồi, gần hết pin rồi. Ý B m bằng mấy nhỉ? M bằng 5, thì 5 trừ đi 3 bằng 2 là suy là m bằng 5, thì suy ra y bằng 2x nhá. Ý D là y bằng m bằng 1 à? 1 trừ 3 âm 2x này. Thì vẽ đường thẳng y bằng 2x, vẽ đường thẳng âm 2x, thì các bạn tự vẽ đi nha. Rồi ok, nay dừng ở đây.